Ôi dồi ôi, 3 giờ sáng tự dưng dậy đi xè xè đọc cái comment của bé kia. Bé bảo mình thế này này: mày thế này nên suốt đời chỉ có bán mắm thôi. Ôi thôi chết, em gái yêu ơi, chị bán mắm tôm đến giờ là 13 năm đó. Đúng rồi, chị chỉ bán mắm tôm, bán cá khô, bán bún đậu, bán mỹ phẩm, bán thực phẩm chức năng. Vậy mà với cái gánh bún đậu nhỏ xíu của chị, mẹ chị đi du lịch cũng phải 25 nước rồi đó em ạ. Vậy là chị cũng mạnh dạn chị vào cái phở bò của em. Oh my god, 15 tháng 6 2024 em viết một status: con thật hạnh phúc, đây là lần đầu tiên mẹ đi du lịch cùng với vợ chồng con và gia đình con. Con sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để đưa mẹ đi du lịch. Tao bấm vào thử mấy bức hình mày ạ. Má ơi, đồ sơn má ơi, thế vậy là du lịch dữ chưa? Nói cho nghe nè, trước khi mà chê bai người khác thì đặt tay lên trán. Và ít nhất như tao á, là mày nên search Google xem tao là ai và tao đã từng làm được những gì cho gia đình tao ha. Trước khi mà mày khinh tao chỉ bán cá khô á, thì tao nói cho mày nhớ này, có rất nhiều người bán cá khô mà người ta mua nguyên một con phố. Có rất nhiều người buôn thúng bán mẹt ở chợ, ở đường mà người ta mua nguyên một cái chung cư. Có rất nhiều người trông rất tầm thường nhưng mà người ta có những thứ phi thường lắm. Điển hình là cái phở bò của mày ấy, đăng vài ba bức hình chụp ở cái sofa ấy, đẹp đẹp sang sang mà ngồi trong mấy cái trung tâm thương mại ấy, tao cười ẻ ấy. Cái bọn mà không có ấy, nó hay đăng. Cái bọn có, nó lại đăng những thứ mà giả nghèo giả khổ đó. Có biết thế nào là cầm tinh con giả vờ không? Nhắc cho nhớ nha, những thứ các cưng nhìn thấy chưa chắc đã phải là sự thật. Nhưng mà cưng không ngờ đến một ngày cưng comment cái câu khinh ta bán cá mắm, ta lại mò vào cái phở bò của cưng. Ôi dồi ôi, đưa mẹ đi du lịch đồ sơn mà ăn con tôm bé bằng cái ngón chân út. Ôi dồi ôi, sang dữ chưa mày. Ta bảo này, lo kiếm tiền đi, để đưa mẹ đi du lịch Thái Lan cái tour bảy củ thôi ha. Rồi tiếp tục mình đi mấy cái tour như Hồng Kông, Singapore, Thượng Hải, rồi sang đến Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, rồi Đài Loan, Thụy Điển. Đại loại là mấy cái nước nó xoang xoang thì tao nghĩ mày cũng 20 năm nữa mày phấn đấu được. Rồi mày kêu tao chỉ bán cá mắm với ăn cá khô thôi, phèn. Chị bảo này, cá dứa ở Việt Nam nó cũng 600 nghìn một ký đấy nhá. Thịt bò chắc nó 200 nhá. Cho nên là đừng có nói cá khô. Chắc gì cưng đã có tiền để được ăn cá khô ở tại đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Rừng vàng biển bạc, hải sản tung tăng. Trước khi mình chê cái gì mình mới chê cho đúng hộ tàu khá. Chứ mày chê thế tao không có đồng ý. Bán cái gì cũng được nhá, nhưng mà người ta lo được cho gia đình người ta trên cái trình của mình là được. Còn chúng mày lại cứ hay nói cái chuyện từ thiện với tao á, thì tao lại bảo chúng mày nghe này. Mấy đứa ghét chị ấy, thì chị cũng nô ke. Nhưng mà được cái là chị, cái tiền chị làm từ thiện chắc mày mơ cả đời á, mày cũng không có được số tiền đấy đâu. Tao không có nổ như con cuộn già, nhưng mà tao xưa giờ tao nói cái gì tao làm, chứ tao không nổ. Mấy triệu liều vaccine, 100 tỷ. Ôi dồi, chị làm từ giờ cũng mấy chục tỏi đấy thì chắc cũng đi sớm rồi. Bạn mua chỗ cũ mua lại xó rì, làm sao xó rì rồi. Còn tao, còn chúng mày, thì ta xem chúng mày làm được gì tao.
còn tao cũng phơi phới đi bằng cá khô thôi. Ý thường bất phú, đừng nghĩ là mình làm ra ba cái công việc còn là ngồi máy lặng với ngủ lặng. Cậu đi trước cái văn phòng mà thêm cái bảng bán móng, cậu nói cho mình nghe này, mình ở trong này ấy, có đi làm công sở ấy, mà với cái lão lợn nó hành được như vậy ấy, lương trong này không có 20 củ đâu. Còn đâu ấy, những cái người mà làm văn phòng ấy, người ta có não ấy, người ta không đi có men dạo buổi thời gian đấy, người ta làm văn phòng chọn một chọn thiên rồi người ta rồi chất sáng người ta đoàn này tập đoàn kia người ta mới có tiền. Chứ mấy cái con mà chỉ đi làm văn phòng cái kiểu mà sáng 8 giờ đến rồi chiều 5 giờ về vậy xong rồi đi lên cào phím ấy. còn mấy cái loại mà bán hàng nó cao ấy, mấy cái con online mà cá khô với cá mắm với bún bánh lòng lề đường ấy, mẹ mày sáng tới với chiều nó gắt luôn nha, lại còn được chịu chịu từ thằng bán thịt tới thằng bán mắm, ok chưa? Nhớ dân kinh doanh ấy được chịu là đồng tiền quay vòng, một tháng tiền bán ra bị gửi ngân hàng không thôi là biết bao nhiêu tiền lời rồi, có khi đến 2 tháng gối đầu mới trả tiền hàng, hiểu không? Cố gắng đi nha bé, chụp cho mấy đứa chúng mày khinh tao nhiều vô, nhưng mà tao cũng mong chụp mày khinh thật nhiều chứ, ngày nào cũng vào chửi để bố mẹ chúng mày cả đời ấy chỉ được đi du lịch qua màn ảnh thôi, lại bấm du lịch qua YouTuber thôi nhé, không có được cái quần què gì luôn. Sống trên đời đừng mà có coi khi mấy người nó bán buôn thúng bán mẹt đường đường xóm chợ nhé, mấy bà đó là mẹ mày mua vàng dòng để không đấy. Hỏi mẹ lại đi, là mẹ ơi mấy con mực bán thịt bán cá bán rau bán tôm bán cua ở chợ mình nó có rầu không, nó rầu đến đâu rồi? Ừ, chưa chắc ăn mặc chỉn chu mà đã là có tiền, chắc lắm. Bệt đồng đường xó chợ đấy lại là vô gọi là vô soạn mượt ấy, sạch sẽ ngon lành cành đào nở đầm ra. Còn mấy bà mày không tin mày cứ đi về mà hỏi mẹ mày xem, là mấy bà bán cá bán thịt ở chợ với cả bán bánh đúc bánh xôi bánh chè ấy, mấy bà đó chỉ có đi mua vàng để găm thôi, rau găm thôi, chứ mấy má đó ấy, chỉ có đi trùm nợ là trùm cho vay nợ đấy chứ còn không có nợ ai đâu nhé. Ở trên đời ấy, đừng thấy cái áo mà lại đánh giá nhanh. Chứ còn tao nhìn thực tế cái phở bò của chúng mày, mấy cái đứa hay chê tao ấy, mẹ toàn cuộc đời. Con kia thì ở gì? Ở Lào Cai, Yên Bái. Phở bò của nó, tao chụp hình cái ruộng như nó các bạn, rồi mất chắc rồi. Trắng rồi còn đi khẩu nghiệp, đã nghèo lại còn hay sân si. Khi nào giàu đi, mình đi sân si nha. Đủ ăn đủ mặc, thừa thừa đầu thừa đạc, thừa tiền thừa của. Có cái auto thụ động tiền bạc sẵn rồi thì đi sân si một tí cho đời nó vui. Như tao này, tao bán cá sáng cấy chiều gặt tao đủ ăn. Nhưng mà tao không có than bao giờ, có giờ tao than đâu. Có giờ tao than là tao không có... Toàn than là tao không có rất nhiều tiền, chứ còn không có tiền là tao không. Tao chỉ có không có rất nhiều tiền thôi, ok chưa? Đó. Chúc mấy cưng lại vác mỏ đi chửi chị tiếp, để cho thời gian của các cưng nó trôi qua thật có ý nghĩa. Các cưng thế và các của người khác, nhưng mà không xem lại chính bản thân mình. Toàn rác bụng thì toàn xịt. Chúc các cưng có một giấc mơ đẹp. Làm một cái đĩa nem rán chấm mắm chua ngọt tỏi ớt thì cũng xin là húp trọn tình nồng. Ngày mai trời lạnh em làm nem. Hả? Bên Mỹ giờ này là 7 độ rồi. Mới có 2 ngày nó dòng xuống 7 độ luôn, rét quá. Đó, tao like, tao voi cái này, tao phải chạy xuống nhà đây để tao voi đấy. Giờ tao lên tao ấp ôm kỷ niệm đây. À, các chị yêu của em, ấp chồng, ấp vợ, thoải con gà mái. Mùa gì nhắn em nha. Bên Mỹ là em sẽ ship thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cùng lắm là thứ năm mấy tiểu bang gần, còn tao không ship cuối tuần được. Dạo này là
nó hay bị delay airline. Xin kính chào quý khách. Rồi đến lúc em lại toang. Tuần rồi em bị mất ba đơn hàng vì là bão Florida. Thế là thôi, lại phải ăn cá khô trừ cơm thôi nha. Ok là con ba ba. Thanh skill, good luck tất cả các chị em của em. Cuộc đời thật là tình yêu, tình báo, tình nồng. Các bạn chim cá sắc bướm thì em đã vui.